Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Architect 1904 của mình. Thì trong clip lần này mình sẽ làm một cái thí nghiệm nho nhỏ vui vẻ và phần kết luận thì mình sẽ nhờ các bạn kết luận nhé. Ở trong cái thí nghiệm lần này mình sẽ làm một cái thí nghiệm để so sánh giữa ba cái nền tảng đã từng xuất hiện trên kênh của mình và mọi người đón nhận rất là nhiệt tình. Thứ nhất đó là nền tảng ChatGPT 4o, thứ hai đó là Sucker AI chế độ AI Generator để tạo hình ảnh, và cái thứ ba đó là Siad và chế độ Create tạo ảnh của Siad. Thì với cái thí nghiệm lần này mình mong muốn là mình sẽ thí nghiệm dựa trên cái câu chuyện chúng ta thực hành ra tạo ra những cái hình ảnh về kiến trúc và nội thất trên ba nền tảng này để xem thử là cái độ tái hiện của ba cái nền tảng này nó sẽ như thế nào ở trong những cái case study cụ thể. Các case study cụ thể của mình sẽ bao gồm ba case study chính. Thứ nhất đó là chúng ta tạo ảnh nội thất và ngoại thất không có dựa trên cái bản phác thảo mà chỉ chủ yếu dựa trên cái bản Chrome. Cái case study thứ hai đó chúng ta sẽ tạo ảnh về ngoại thất và nội thất dựa trên việc chúng ta có sẵn một cái bản phác thảo, và cái case study thứ ba đó là chúng ta tạo ảnh nội thất ngoại thất dựa trên bản phác thảo và có kèm theo một LoRa. Và để đảm bảo cho cái thí nghiệm này nó có nhiều cái tính hấp dẫn và thiết thực với lại phương án và với lại công việc hàng ngày của chúng ta thì mình sẽ set up cái thí nghiệm này ở trên cái cơ sở như sau. Thứ nhất đó là đối với lại ChatGPT thì mình sẽ dùng ChatGPT Plus và bản 4o, database 4o để làm các cái tác vụ. Đối với lại Sucker AI mình dùng cái chế độ là AI Generator với cái model checkpoint đó là Plus, và tương tự như vậy đối với lại Siad thì mình cũng dùng cái checkpoint đó là Plus luôn, và tất cả các cái thông số mình sẽ không có can thiệp gì nhiều trong suốt quá trình tạo hình. Về phần prompt thì mình sẽ sử dụng cái prompt dựa trên cái câu chuyện đó là mình dùng prompt tạo từ cái trợ lý AI mình đã tạo ra trên trang Click AI này của mình, và các cái hình ảnh mà đem ra để làm mẫu để có thể phân tích và tạo prompt đó thì mình sẽ lấy các cái công trình, ưu tiên lấy các cái công trình ở trên trang Art Daily. Đây là một cái trang web uy tín về các cái công trình đẹp có chất lượng cao về kiến trúc cả về nội thất ha. Và từ đó mình sẽ lấy cái prompt như thế này, mình đưa qua ba nền tảng và mình sẽ bấm tạo hình và chúng ta sẽ cùng quan sát phân tích với nhau qua từng ví dụ nha. Và nếu như mà các bạn có quan tâm đến nền tảng này thì các bạn nhớ là ở trên này mình có cái cộng đồng hội Revit Tip From, và đồng thời ở trong này mình có các cái bài viết, các cái khóa học liên quan đến Revit, liên quan đến AI, liên quan đến SketchUp và rất là nhiều cái công cụ khác mình đã từng review, thì các bạn có thể là thử. Ở đây thì mình đang dùng cái con chatbot của chính mình. Rồi, chúng ta đi vào trong cái công việc cụ thể ở trong các case study trong clip này. Và nếu như các bạn cảm thấy là các nội dung mình chia sẻ ở đây tạo cảm hứng cho các bạn hay có công việc của bạn, các bạn hãy bấm like, share, comment và subscribe kênh của mình nếu như các bạn chưa subscribe nhé, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được cái thông báo về những cái clip mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Rồi, chúng ta chính thức bắt đầu với thí nghiệm đầu tiên này. Thì mình sẽ bắt đầu thí nghiệm với cái một cái công trình và từ một cái ảnh ngoại thất như thế này, mình đưa vào trong cái trình AI trợ lý tạo prompt của mình và mình bảo phân tích. Sau đó thì mình, sau khi phân tích xong thì mình yêu cầu là tạo một cái prompt về ngôi nhà trong khu vực nhiệt đới, và đây là cái prompt hệ thống tạo ra. Sau khi hệ thống tạo ra prompt như thế này, mình sẽ đưa vào trong các cái phần nhập prompt của ba cái nền tảng này, và việc kế tiếp của mình chỉ là bấm để xác nhận cái câu chuyện cho các nền tảng này và chúng ta sẽ chờ đợi kết quả đưa ra nhé. Và sau khi mà mình chờ đợi đâu đó khoảng tầm 1 phút thì tất cả ba nền tảng đều trả ra cho mình ba cái sản phẩm như thế này. Bên ChatGPT là trả ra cho mình hai sản phẩm, bên Sucker trả cho mình hai sản phẩm, bên Siad cũng trả cho mình hai sản phẩm. Và cái bên Sucker thì chúng ta có được cái sản phẩm được xuất hiện sớm nhất, thứ nhì ở vị trí tốc độ thứ nhì đó là Siad, và ở vị trí thứ ba đó là ChatGPT 4o sử dụng ở trên cái nền tảng độc lập của ChatGPT như thế này. Đó là về tốc độ. Còn về hình ảnh thì chúng ta có thể thấy như sau. Thứ nhất, đối với lại cái Siad, đây là hình ảnh tạo ra từ Siad, nước ảnh về sắc độ nước ảnh và về chất liệu, tái hiện chất liệu cùng database thì nó có độ chân thực và độ sắc nét khá là cao. Và hai sản phẩm tạo ra trong cái lần bấm đầu tiên, mình không có bấm lần thứ hai nha, thì cái sắc độ ảnh nó khá là tốt. Nhưng mà về cái cấu trúc ảnh, nếu như so với lại cái hình tham khảo từ ban nãy, tức là cái hình này, thì về cấu trúc các bạn có thể thấy là về cấu trúc nó thiếu đi mất cái phần dầm này trong cái việc tái hiện của nó, mặc dù trong Chrome ta là có. Đó là cái câu chuyện của Siad, cũng chạy Flash, cũng Flash nhưng mà chạy ở trên cái nền tảng Sucker Generator. Thì chúng ta cùng xem cái ảnh nhé. Ở đây thì chúng ta xem cái ảnh nó sẽ như thế này. Đây mình zoom lên thì trong hai sản phẩm đưa ra thì thứ nhất là về tông màu và sắc độ thì nó cũng
cũng tương đồng với lại màu sắc ở bên Sias. Và trong hai sản phẩm một lần bấm duy nhất này thì có một cái sản phẩm nó tái hiện được cái cấu trúc mà dầm gỗ thô và để lộ ở dưới bên trần như thế này, và đó là ở cái quả ở bên Sucker và database là giống nhau. Còn với bên ChatGPT, ChatGPT bố ngò cũng đưa ra hai sản phẩm. Về sắc độ và độ sáng của hình ảnh thì các bạn có thể thấy là nó làm cho cái bức ảnh không gian nó tối hơn, tức là nó thiên về trời tối nhiều hơn so với lại hai anh này, nếu như mà so cùng với lại cái Chrome. Đồng thời để xem kỹ hơn thì mình có thể là phóng to cái khung nhìn này lên để mình có thể bật lớn cái hình này lên cho các bạn xem. Thì đây là sản phẩm số 1 từ ChatGPT 4O. Đây là cái phần cấu trúc của nó. Cây cối thì tester có vẻ là thật hơn một chút xíu, đúng không? Đây là cái phần sản phẩm thứ hai. Và cái ưu thế về ngôn từ, hiểu ngôn từ của ChatGPT thể hiện ở cái chỗ các bạn có thể thấy là cái phần dầm gỗ thô này đã được đưa ra và trong cả hai phương án chứ không phải là 50% như cái kia nữa. Thì đó là cái thí nghiệm đầu tiên của các bạn diễn ra trước mắt các bạn ha. Và bây giờ chúng ta đi qua thí nghiệm thứ hai, đó là về nội thất và không có cái phần phát thao. Với câu chuyện Chrome thì vẫn như trước, mình tiếp tục sử dụng cái hình nội thất của bếp ăn của cái nhà vừa rồi và mình đưa vào trong này để phân tích và đưa ra cái Chrome. Và sau đó thì mình copy cái Chrome này, mình thả vào cái khu vực tạo hình của ChatGPT, mình thả vào trong cái Flash, mình bấm Generate, mình thả vào trong cái Sias và đồng thời mình bấm Generate và chờ đợi kết quả ha. Thì các bạn có thể thấy là với cái tốc độ xử lý như thế này thì cái nền tảng Sucker lại có vẻ như là tới trước và hình ảnh đầu tiên. Ở bên Sia thì vẫn còn đang chạy và bên ChatGPT 4O vẫn còn đang chạy để đưa ra phương án ha. Và tính về tốc độ thì khi mà tất cả ba nền tảng đều cho ra sản phẩm rồi thì vẫn như cũ, nhanh nhất vẫn là Sucker và thứ nhì là Sias và thứ ba là chúng ta sẽ có ChatGPT 4O ở trên này. Đồng thời cái câu chuyện ở đây chúng ta lại tiếp tục, chúng ta đi vào chúng ta xem phân tích các cái kết quả nha. Đầu tiên vẫn là xem từ Sias chúng ta xem ra ha. Thì đối với Sias đây là sản phẩm đưa ra về mặt không gian và về mặt màu sắc, về mặt chất liệu thì đảm bảo rất là tốt và độ chi tiết, độ nét của hình rất là cao. Và đây là cái sản phẩm của Sias. Ở Sias chúng ta sẽ có hai cái sản phẩm thứ hai đó là cái này. Các bạn có thể thấy là về cấu trúc của bếp, về cấu trúc của không gian, về cấu trúc của và vật liệu đặc trưng của các cái nền tảng này tái hiện rất là tốt ở đây. Về cái phần trần thì trong cái Chrome sau khi phân tách ra thì đó là cái Chrome về phần trần mà panel gỗ thì nó làm đứng dưới góc độ của panel gỗ thì nó tái hiện khá là tốt. Tương tự như vậy đối với lại cái nền tảng thứ hai là cái nền tảng về Sucker cũng là cùng database với cái Sias thì cái câu chuyện chúng ta về mặt không gian, tái hiện không gian rồi về độ chân thực, về hình ảnh đồng thời là các cái yếu tố về các cái lỗi tạo hình hầu như là không có và các cái map vật liệu lên khá là chuẩn và các cái phần order về vật liệu tường trần khá là tốt. Và bên đối tượng thứ ba đó là về bên ChatGPT 4O thì trong ChatGPT 4O thì tất cả mọi thứ đang được lên cũng khá là tốt, thậm chí là còn có thêm các cái dầm gỗ cho các cái phần trần ở đây. Về không gian thì tái hiện khá là tốt nhưng nó có vẻ hơi lạ hơn so với lại không gian được tái hiện ở trong Sucker và Sias. Trong Sucker Sias các bạn thấy là cái không gian này cố gắng tái hiện một cái không gian có cái mái dốc một phía như thế này, tương đối là khớp với lại cái hình ảnh mà chúng ta dùng để tham khảo ở đây. Tuy nhiên đối với lại trong trường hợp của ChatGPT trong cái ví dụ này, trong cái lần bấm duy nhất này thì chúng ta lại có một cái không gian máy nó dốc như này. Nó được cái ưu điểm chúng ta có thêm cái dầm, nhưng mà cái về phần chất lượng ảnh thì mình cảm thấy bắt đầu nó không có được bằng như là Flash ở bên Sias và bên Sucker. Các bạn nhìn thấy chất lượng ảnh này thì nó hơi bị hụt hơi, nó độ giả nó cao quá nếu như so với cái hai cái nền tảng kia ha. Thì đó là cái thí nghiệm số 2 tạo nội thất từ cái Chrome mà mình đã trình bày ở trước mắt của các bạn. Và tất cả mọi thí nghiệm này mình vẫn tôn trọng nền tảng là mình chỉ bấm một cái duy nhất thôi nha các bạn. Các bạn cảm thấy hứng thú, đến thời điểm các bạn cảm thấy hứng thú thì các bạn hãy like, share hay là các bạn có ý đồ gì, ý tưởng gì các bạn hãy comment ở bên dưới cho mình biết để mình có thể thực hiện các cái thí nghiệm khác nó vui vẻ và nó phù hợp với công việc, với nhu cầu khám phá của bạn hơn nữa nhé. Và bây giờ chúng ta đi vào trong cái thí nghiệm thứ ba, đó là chúng ta sẽ tạo cái phương án dựa trên cái bảng sketch nha các bạn. Với thí nghiệm lần này để tận dụng luôn cái Chrome nội thất mình vừa mới làm ở thí nghiệm trước thì mình lấy luôn cái hình sketch nội thất đó mình làm trước. Đây là cái sketch nội thất mình được dùng cho ba cái nền tảng này, đây là một cái sketch bình thường mình cũng tìm thấy ở trên mạng thôi chứ cũng không hẳn là mình vẽ ra nha. Đây là một cái sketch mình lấy trên mạng xuống. Thì đối với bạn nào chưa biết thì để setup được cái thí nghiệm này thì các bạn có thể là xem lại cái phần setup của mình. Thứ nhất đối với ChatGPT 4O các bạn muốn làm theo một cái bản sketch thì các bạn sẽ upload cái bản sketch lên trên này và các bạn sẽ dùng cái từ là truyền hình ảnh thật. Đồng thời kèm thêm một cụm từ là giữ nguyên hình dáng căn phòng hay là hình dáng
công trình nếu như đó là ngoại thất nhá. Ở đây thì mình làm thêm một cái câu nữa là theo prompt trên, tức là chuyển ảnh thật theo cái prompt ở trên này để mình lấy lại cái cấu trúc vật liệu này kia, mình không phải khai báo nữa. Đối với nền tảng Sucker thì đối với Sucker mình vẫn giữ nguyên cái prompt, mình chỉ có thêm vào trong cái phần image reference này mình sẽ đưa cái upload cái hình ảnh lên và mình đưa cái tùy chọn là depth, và trong cái depth thì mình sẽ chọn là similarity là 0.8, ngoài ra mình không chỉnh gì thêm. Đối với lại CS thì đối với CS nếu như các bạn muốn làm theo một cái bảng phác thảo thì trong cái giao diện này các bạn sẽ bấm vào cái hình ở đây, reference image ở đây, và các bạn sẽ chọn ở đây mình chọn là control net. Sau khi chọn control net xong thì các bạn sẽ được chọn hỏi là upload cái hình này lên, và sau khi upload lên xong thì các bạn có thể chọn cái câu chuyện là làm theo canny hay dev, mình cũng đưa về dev cho nó đồng bộ với lại bên Sucker cho nó giống nhau, và control quay cũng chỉnh về 0.8 nó là mức độ ảnh hưởng của bức hình này 0.8. Ôi, cuối cùng là mình sẽ bấm generate và bấm gửi cái tin nhắn này đi để ba nền tảng tiến hành tạo hình nha, và chúng ta lại chờ đợi để xem thử là kết quả của cái thí nghiệm này nó sẽ như thế nào. Và như các bạn có thể thấy ở trên màn hình của mình hiện nay thì gần như Sucker và CS trong cái thí nghiệm này cho ra cái sản phẩm nó gần như đồng thời với nhau. Tất nhiên là nếu như các bạn chia ly, các bạn tính ra chênh lệch 1-2 giây gì đấy thì do lần này mình bấm CS trước rồi mình bấm Sucker sau chẳng hạn, như vậy thôi, cái đó thì nó khó khăn quá, mình cũng không có đếm chủ động là đếm giây trong trường hợp này. Đồng thời trong lúc đó thì ChatGPT 4o cũng đã đưa ra cái sản phẩm tương ứng cho cái phần này, và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta lại đi chúng ta xem ha. Lần này mình sẽ xem từ ChatGPT 4o trước, không chúng ta sẽ cùng nhau xem cái hình này. Đây là cái sản phẩm mà ChatGPT 4o đưa ra. Tất nhiên cái lợi thế ở trong cái trường hợp này là trên ChatGPT này chúng ta không khống chế được cái tỷ lệ hình. Tất nhiên ở đây mình có thể là ghi chú thêm là hình khổ dọc chẳng hạn như thế, thì nhưng mà nó sẽ làm biến dạng hình đi, nó cũng không hay lắm, cho nên là mình để nguyên, mình không có yêu cầu về tỷ lệ hình ở trong ChatGPT 4o nữa. Nhưng mà cái kết quả tạo ra thì các bạn có thể thấy là đối so với lại cái hình gốc như thế này, so với cái màu gốc như thế này thì nó làm ra khá là tốt, nhưng mà cái sự làm ra đây nó trung thành với lại cái tông màu và cái vật liệu đang được chỉ định, tạm gọi chỉ định trên cái hình này ha. Các bạn thấy về tính về tương đồng thì nó rất là tốt ở đây, đó là cái câu chuyện của ChatGPT. Đối với câu chuyện của Sucker thì chúng ta sẽ có, đây là cái sản phẩm tạo ra từ Sucker, đây là một cái bản phối trộn giữa việc đọc cái control net dev này theo cái tỷ lệ là 0.8, đồng thời là nó phối thêm những cái yêu cầu về vật liệu và chất liệu của trong prompt nữa. Các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái sản phẩm nó như thế này, để mình cũng có thể là bật to ra để các bạn thể xem. Mình chủ động làm ảnh dọc, thì đối với cái nền tảng này thì chúng ta làm ảnh dọc trên cơ sở sketch ảnh vuông thì tự động nó sẽ crop lại khu vực này, một cái khu vực ảnh chúng ta, thì đây là cái kết quả. Và về mặt tỷ lệ hình ảnh và chất liệu thì nó làm khá là tốt và nó giữ nguyên được cái tỷ lệ hình ảnh. Tất nhiên ở đây chúng ta đang làm 0.8. Về nền tảng CS cho cái kết quả ở đây mình thấy là cái độ rực rỡ và ánh sáng nó đẹp hơn so với lại, nhìn nó tươi tắn và nó thực hơn so với lại ở bên Sucker. Đây là cái sản phẩm của CS, mình cảm cá nhân mình cảm thấy là ấn tượng với lại cái này. Tuy nhiên về cái độ sai hình của nó thì tất nhiên nó chế tác đối cùng một cái control net depth như là bên kia, nhưng mà cái độ mức độ chế tác của nó cho cái khu vực này nhiều hơn. Cái này chúng ta mình nghĩ có thể là khắc phục được khi mà các bạn tăng cái chỉ số ảnh hưởng của control net lên, hoặc là các bạn đổi sang một control net khác. Tuy nhiên mình đối với lại cái trong trường hợp như thế này thì trong case study này thì mình thấy là cái hình ảnh ở bên này nó ok hơn là cái hình ảnh ở bên Sucker cho mình một cái cảm giác là nó ok hơn về màu sắc ha. Còn ở bên này thì nó quá đúng hình đi. Rồi, đó là cái thí nghiệm thứ hai này về mặt nội thất cho các bạn xem nhé. Và để tiện cho cái việc setting đỡ mất công thời gian setting lại lần nữa thì mình làm luôn cái thí nghiệm thứ ba như ban đầu clip mình có nói các bạn, đó là chúng ta sẽ tạo hình với Sketch và với LoRa. Và trong lần này thì mình sẽ lựa chọn một cái LoRa mà các cái nền tảng đều có hết, và chúng ta sẽ xem thử kết quả của nó sẽ như thế nào nha. Và trong thí nghiệm lần này thì mình vẫn tiếp tục là mình tạo prompt từ một cái hình tham khảo như thế này. Thực ra cái hình này cũng là do mình tạo ra bằng AI ha, và mình sẽ có được một cái prompt như thế này. Và mình đưa cái prompt đó vào trong cái phần ChatGPT với yêu cầu là chuyển ảnh thật theo yêu cầu này, với yêu cầu của prompt và giữ nguyên hình dáng căn phòng đồ nội thất. Ở bên Sucker và bên CS thì mình có sự thay đổi một chút xíu, đó là bên Sucker thì đối với lại mình tính làm style Wabi Sabi thì mình search đại ở trên cái LoRa của Wabi Sabi dòng Flush trên Sucker thì có, và mình đang để là một cái LoRa với cái strength là khoảng mình chỉnh về đâu đó khoảng 1 ha, hoặc 0.8 đi. Rồi, và mình sẽ cũng đưa cái nạp cái prompt này vào trong cái phần tạo hình. Tất cả thông số mình giữ nguyên. Ở bên CS thì hơi khác một chút xíu, là mình thử đi tìm cái LoRa dòng Flush cho cái Wabi Sabi thì nó lại không có, và hầu như các cái interior style khác cũng không có, cho nên là mình tạm thời mình hạ cái chuẩn checkpoint ở trên CS xuống là dòng 1.5 với Realistic Vision. Đồng thời cái LoRa Wabi Sabi Kitchen này là mình đang sử dụng cái LoRa của mình tạo ra ở trên này với lượng creator sử dụng nó lên tới là gần 900 và có rất là nhiều team.
team hoặc 20 team ở đây về cái chất lượng hình ảnh, và đồng thời mình để ở 0.6. Ở Pro mình vẫn làm giống như bên ChatGPT và Sucker. Và bây giờ thì mặc dù nó hơi chênh lệch một chút xíu nhưng thôi kệ, chúng ta cứ thử ha. Mọi thứ khác chúng ta giữ nguyên như thí nghiệm phía trước. Rồi mình bấm generate, ở đây mình bấm generate và mình bấm gửi đi, và chúng ta lại tiếp tục chờ đợi xem nền tảng nào cho sản phẩm ra trước, đồng thời là cùng nhau bình xét xem là sản phẩm nó như thế nào nha các bạn. Và cũng giống như ban nãy thì CS và Sucker đều cho kết quả ra đồng thời với nhau, còn trong khi đó thì ChatGPT 4o lại phải chờ đợi thêm một chút xíu nữa nha các bạn. Và khi cả ba kết quả đều, ba nền tảng đều có kết quả rồi thì chúng ta lại cùng nhau xem nha. Chúng ta lại xem từ ChatGPT xem đi. Tất nhiên là vì ChatGPT không có thể nạp được LoRA vào, cho nên là mình mới phải dùng đến một cái nền tảng để mình AI trợ lý, mình phân tích một cái hình ảnh để làm cái style, và sau đó thì dùng cái prompt mình tạo ra. Thì trong trường hợp này mình thấy là cái với cái prompt tạo ra style như vậy thì cái chất lượng hình ảnh đã được cải thiện rất là đáng kể. Nó mặc dù nó hơi ám vàng một tí, không cái chuyện ám vàng ám xanh thì các bạn biết xử lý hậu kỳ bằng Photoshop hay bằng Canva thì các bạn có thể là xử lý được. Chất lượng hình ảnh và tester khá là tốt, tuy nhiên là chất lượng tạm gọi là render đi thì nó vẫn chưa được thực sự thực như mong muốn ha. Nhưng mà cũng rất là tốt, với đứng dưới góc độ là vừa tôn trọng cái sketch lại vừa tái hiện được những cái không khí, những cái mong muốn cơ bản theo prompt. Thứ hai là đến với lại nền tảng Sucker với database là Flush và kèm theo là LoRA của một người tạo, đó là Wabi-sabi của IAS VN đấy, mình thấy người tạo lại đấy mình và kết hợp với prompt mình thấy cho ra sản phẩm khá là chất lượng, mà mình cảm thấy là ưng ý với lại cái sản phẩm này về cái thứ nhất là tái hiện cái style trong hai sản phẩm này, thì cái này mình thấy ok hơn tại vì nó mang tính chất là wabi-sabi nhiều hơn so với lại bên này, tức là theo cái cảm nhận của mình thôi ha, còn tùy theo góc nhìn của các bạn nữa. Nhưng mà chất lượng ảnh và cái độ chân thực của render nó khá là tốt nhé. Một cái LoRA cũng đáng thử cho các bạn, đây mình sẽ đưa vào đây cho các bạn để các bạn xem ha. Và mình đang sử dụng cái này, đây là cái LoRA mình đang sử dụng nha. Thôi chắc là phải bấm luôn cái sao này, lần sau tìm dùng cho nó dễ nha các bạn. Rồi tiếp tục là đối với lại cái CS thì CS này chắc đây là mình đang dùng cái nền tảng mình lùi xuống so với lại Flush ở bên kia nha các bạn. Mình lùi xuống tới tận hai đời đó, chúng ta sẽ có 1.5 thì chúng ta có SDSL và chúng ta có Flush đúng không. Thì ở đây là mới 1.5 thì mình sử dụng cái wabi-sabi LoRA của mình đây, và các bạn thấy là cũng thiệt ra thì cũng khá là ngon lành, tại vì chẳng qua do mắt của chúng ta đã quen với lại cái chuẩn của SDSL với lại Flush thôi. Nhưng mà cái mức độ tái hiện chất liệu ở trong LoRA khá là tốt, tất nhiên là không thể bằng được hai cái ông này rồi. Thì vừa rồi đó là những cái mà mình đã làm test trước mắt các bạn, và chúng ta để chúng ta làm gì, để ở đây mình cung cấp thêm cho các bạn một cái góc nhìn, tại vì hiện nay có rất là nhiều bạn là mặc dù theo dõi kênh của mình thường xuyên nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc là chúng ta nên sử dụng cái nền tảng nào. Thì cái nền tảng nào nó vẫn là phụ thuộc vào công việc, phụ thuộc vào database của bạn đang ở nền tảng nào nhiều hơn, chứ còn thực ra thì các cái nền tảng này nó đều hỗ trợ tốt cho công việc của bạn hết. Và thông qua, hy vọng thông qua cái việc mình làm ở đây thì các bạn sẽ có thêm cái góc nhìn để đưa ra cái quyết định là chúng ta có thể sử dụng cái nền tảng nào nhiều hơn, chúng ta gắn bó cái nền tảng nào nhiều hơn, hoặc là không có vấn đề gì hết thì các bạn có thể là trải nghiệm hết tất cả những cái nền tảng như mình, và tự tay các bạn trải nghiệm rồi các bạn sẽ có được cái rút tỉa kinh nghiệm của riêng các bạn nhé. Rồi cái phần nội dung của video của mình kết thúc ở đây. Nếu như các bạn cảm thấy là có cái vấn đề gì cần bàn luận thêm hay cần thí nghiệm thêm, các bạn có thể comment xuống bên dưới cho mình, hoặc các bạn có thể tham gia các cái group của mình ở trên Facebook, ở trên Click AI, để các bạn có thể là tiếp nhận những thông tin mới nhất, có tiếp cận được những khóa học mới nhất của bên mình nha. Rồi nhớ bấm like, subscribe và chia sẻ clip của mình đến với các cái cộng đồng và đồng nghiệp của bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái nội dung kế tiếp.